Chào mừng quý vị đến với chương trình Bình luận Thời sự tối thứ ba, ngày 6 tháng 7 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình Bình luận Thời sự tối hôm nay, chúng tôi đến với cái chủ đề liên quan tới Hội nghị Trung ương 3 khóa 13. Được biết, một số nhân vật hàng đầu liên quan tới chức Phó Thủ tướng phụ trách vấn đề nội chính và đặc biệt chiếc ghế của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã được Hội nghị Trung ương 3 quan tâm một cách đặc biệt. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, sáng hôm qua ngày 5 tháng 7, thì Hội nghị Trung ương lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Chủ trì phiên khai mạc là Chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc. Sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị. Thưa quý vị, theo các cái nguồn tin của chúng tôi từ Hà Nội cho biết, kỳ họp Trung ương lần thứ 3 khóa 13 giải quyết một số cái vấn đề quan trọng, do đó đã có những cái chỉ thị hạn chế báo chí đưa tin. Và đó là lý do, thưa quý vị, ngoài những cái thông tin trên truyền thông nhà nước đề cập tới cái phiên khai mạc thì hoàn toàn không có các cái tin tức khác liên quan tới các nội dung được đề cập tới Hội nghị Trung ương lần thứ 3. Tuy nhiên, theo truyền thông nhà nước, trong các cái bản tin liên quan tới Hội nghị Trung ương 3 cho biết, tại Hội nghị Trung ương 3, Bộ Chính trị sẽ đề nghị Ban chấp hành Trung ương xem xét trong việc giới thiệu nhân sự cho Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, quốc hội cũng như chính phủ trong giai đoạn 2021-2026 theo hướng chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư cụ thể. Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, theo Bộ Chính trị không cần phải xem xét và giới thiệu lại, bởi cái vấn đề này đã được kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa 14 đã tiến hành. Và về mặt cơ bản thì đều có cái sự thống nhất cao trong Trung ương liên quan tới cái vấn đề 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước cũng đã được Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa 13 bỏ phiếu hoặc giới thiệu. Nếu không có những cái vấn đề đặc biệt thì cũng không nhất thiết phải tiến hành bỏ phiếu giới thiệu hoặc lấy ý kiến lại. Thưa quý vị, những cái vấn đề khác liên quan mà Hội nghị Trung ương lần thứ 3 khóa 3 sẽ giải quyết gồm có kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, xem xét ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, và đặc biệt thông qua một cái quy chế làm việc của Ban kiểm tra Trung ương trong nhiệm kỳ Đại hội 13. Ngoài ra, Hội nghị Trung ương 3 còn tiến hành thông qua các cái quy định thi hành điều lệ đảng cũng như quy định về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng trong Đại hội 13 theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ngoài ra, Ban chấp hành Trung ương còn thực hiện một cái nhiệm vụ quan trọng nhất, đó là tiếp tục kiện toàn nhân sự các cái chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Trên cơ sở đó, để Quốc hội bầu và phê chuẩn tại kỳ họp Quốc hội khóa 15 phiên thứ nhất vào trung tuần tháng 7 và một số vấn đề quan trọng khác. Thưa quý vị, theo thông báo của Ban tổ chức Hội nghị Trung ương 3, hội nghị sẽ làm việc trong 5 ngày, từ ngày 5 tới ngày 9 tháng 7 năm 2021. Thưa quý vị, trong nội dung ngày làm việc thứ nhất, truyền thông nhà nước cho biết Ban chấp hành Trung ương đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ông Võ Văn Thưởng đọc một tờ trình của Bộ Chính trị về chương trình làm việc của Hội nghị Trung ương 3. Tiếp sau đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ông Phạm Minh Chính đọc một tờ trình của Ban Cán sự Đảng, Chính phủ về việc tổng kết tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm, cũng như các cái vấn đề liên quan tới tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn trong 5 năm 2016-2020 và một cái kế hoạch cho 5 năm 2021-2025. Sau đó, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đọc một cái tờ trình về việc dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13. Ngoài ra, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đọc tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo quy định thi hành điều lệ đảng. Buổi chiều, ngày làm việc đầu tiên, thì Ban chấp hành Trung ương đã làm việc tại tổ
để tiến hành thảo luận các cái vấn đề liên quan đến vấn đề kinh tế xã hội thông qua kết quả báo cáo của giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2020-2021. Thưa quý vị, có một điểm đáng chú ý là ngày khai mạc đầu tiên thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đọc một cái diễn văn khai mạc quan trọng. Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập tới một cái vấn đề quan trọng của Hội nghị Trung ương 3, đó là Ban Chấp hành Trung ương sẽ tiến hành các cái công việc nhân sự mà theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó là những công việc hết sức quan trọng. Thưa quý vị, theo báo Thanh Niên, bên cạnh công tác nhân sự thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn cho Trung ương biết trong Hội nghị Trung ương lần thứ 3 thì Ban Chấp hành Trung ương sẽ thảo luận và ra nghị quyết về một số vấn đề quan trọng liên quan tới vấn đề chính phủ, cũng như chuẩn thuận bằng phiếu một số vấn đề nhân sự cũng như các cái quy chế mới cho Ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị. Có một điểm đặc biệt đáng chú ý, thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập tới cái tình hình đại dịch Covid hiện nay, cũng như các cái tác động của đại dịch này ảnh hưởng tới vấn đề đời sống xã hội cũng như kinh tế. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vấn đề kinh tế xã hội hiện nay tuy vẫn tiếp tục phát triển, đã đạt được một số kết quả tích cực so với cùng kỳ năm 2020. Nhưng hiện nay các chỉ tiêu đạt được thấp hơn so với mục tiêu đề ra, đặc biệt trong cái lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân ở các cái vùng trọng điểm của dịch bệnh. Và điều đó đã ảnh hưởng tới việc đầu tư kinh doanh và đối diện với những cái thách thức lớn. Đánh giá về tình hình đại dịch COVID-19 thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong báo cáo đã cho rằng đại dịch COVID-19 tới đây sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó kiểm soát và có khả năng tác động tiêu cực kéo dài đến tình hình thế giới, khu vực. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 nó sẽ làm thay đổi các cái cấu trúc cũng như trật tự kinh tế. Đó là những vấn đề theo Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương cần phải thảo luận kỹ để đề phòng những trường hợp đột biến. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận các cái đợt bùng phát dịch trở lại gần đây đã cho thấy chiến lược chống dịch như chống giặc mà chính phủ đang thực hiện có những cái lỗ hổng cần phải điều chỉnh. Chưa hết, thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng còn cho rằng đây là những cái thách thức lớn đối với uy tín cũng như sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, theo chúng tôi không biết cái điều này nó có liên quan gì tới việc ngày 5 tháng 7 năm 2021, ông Phạm Minh Chính đã chính thức rút lui khỏi Sài Gòn, trở ra Hà Nội. Và thay vào đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cử hai nhân vật, đó là ông Vũ Đức Đam vào Trường Hòa Bình, tiếp tục vô Sài Gòn để tiến hành điều hành công cuộc chống dịch của Sài Gòn cũng như các cái tỉnh phía Nam. Và thưa quý vị, theo giới phân tích, đó là những cái thất bại bước đầu của chính phủ ông Phạm Minh Chính. Điều đó đã cho thấy ông Phạm Minh Chính vốn là một cái lãnh đạo các ban của Đảng, chưa hề tham gia điều hành chính phủ, ít nhất ở trong tư cách phó thủ tướng. Và đó là những cái điều mà thưa quý vị, trong những ngày qua, trong vấn đề xử lý đại dịch COVID-19, thì ông Phạm Minh Chính đã lúng túng và có các cái quyết định tiền hậu bất nhất. Và đó là những lý do tại sao cái vấn đề dịch bệnh ở Sài Gòn tiếp tục lan rộng, hầu như mất quyền kiểm soát của chính phủ. Hơn thế nữa, thưa quý vị, có những cái hoạt động của các cái phe nhóm trong Đảng liên quan tới một số thông tin cho rằng Vingroup ông Phạm Nhật Vượng đã tiến hành các cái chiến dịch mang tính khuất trường với tập đoàn này. Nhưng một cái điều nguy hiểm hơn theo giới phân tích, đó là Vingroup đã có những biểu hiện can thiệp vào cái tình hình chống dịch ở Sài Gòn, đặc biệt trong cái thời điểm trước Hội nghị Trung ương 3 khóa 13, khi mà các cái lãnh đạo chủ chốt của Sài Gòn, đó là Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực cũng như Chủ tịch thành phố Sài Gòn sẽ phải có mặt tham dự Hội nghị Trung ương 3. Và đó là những cái điều hết sức lúng túng cho ông Phạm Minh Chính, và cũng là lý do ông Phạm Minh Chính phải rút ra Hà Nội ngoài việc tham dự Hội nghị Trung ương 3. Còn cái việc điều hành trong việc chống dịch ở phía Nam đã giao cho ông Vũ Đức Đàm cũng như ông Trương Hòa Bình.
Thưa quý vị, trở lại cái vấn đề nội dung của hội nghị Trung ương 3, một cái vấn đề quan trọng trong hội nghị này, đó là Ban chấp hành Trung ương sẽ thông qua cái danh sách lần cuối cùng trước khi chuyển cho Quốc hội, để các đại biểu Quốc hội khóa 15 tiến hành biểu quyết trong cái hội nghị khai mạc của Quốc hội khóa 15 trong những ngày tới đây. Tuy nhiên, có một cái vấn đề quan trọng của hội nghị Trung ương 3 phải giải quyết, đó là cái vấn đề kỷ luật đảng viên. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, trong thời gian vừa qua có một cái hiện tượng nổi cộm, đó là việc ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành kỷ luật đồng loạt ban lãnh đạo tỉnh ủy Bình Dương cũng như Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, trong đó đã tiến hành khởi tố, bắt giam và truy tố đối với 6 lãnh đạo, và hiện nay còn duy nhất đó là trường hợp ông Trần Văn Nam, bí thư tỉnh ủy Bình Dương, mà hội nghị Trung ương khóa 3 sẽ tiếp tục ra một cái nghị quyết tước quyền ủy viên Trung ương Đảng của ông Trần Văn Nam. Và khả năng rất cao đó là theo giới phân tích, ông Trần Văn Nam sẽ bị truy tố trước pháp luật như các cái cộng sự của mình mới khởi tố trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị, liên quan tới cái việc người ta xử lý ban lãnh đạo của ban cán sự đảng tỉnh Bình Dương với một cái tội danh được cho là trong giai đoạn nhiệm kỳ 2016-2021 thì ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã có các cái khuyết điểm liên quan tới việc vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để cho Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như các sở ngành, các tổ chức đảng trực thuộc ban cán sự đảng tỉnh Bình Dương đã vi phạm những quy định của pháp luật cũng như của Đảng Cộng sản Việt Nam về cái vấn đề quản lý sử dụng đất đai. Đặc biệt, nó là những cái sai phạm nghiêm trọng tại Tổng Công ty 3 tháng 2 liên quan đến cái việc sử dụng 188 hectare đất làm thất thoát tài sản của nhà nước lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Thưa quý vị, theo kết luận của Thường trực Ban Bí thư cũng như Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì đối với Bí thư Bình Dương ông Trần Văn Nam, trong cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương khóa 14, phải chịu trách nhiệm người đứng đầu về các cái vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020. Thưa quý vị, có một điều mà chúng tôi đã nói với quý vị, tại sao ông Trần Văn Nam trong cương vị Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương khóa 14 có những sai phạm nghiêm trọng đến mức mà phải kỷ luật trong những ngày tới đây theo quyết định của Ban chấp hành Trung ương, mà ông Nguyễn Phú Trọng trong cương vị trưởng ban nhân sự của Đại hội 13 lại không phát hiện ra điều này. Và đó là một điều sau khi ông Trần Văn Nam được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa 13 thì chỉ sau đó 3 tháng thì tất cả những cái sai phạm của Bí thư Trần Văn Nam đã bị phanh phui và bộc lộ. Điều đó liệu nó có liên quan tới cái việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cương vị người đứng đầu tiểu ban nhân sự có liên quan gì hay không? Và có những đồn đoán cho rằng ban lãnh đạo Bình Dương nói chung cũng như ông Trần Văn Nam đã sử dụng những cái số tiền không nhỏ để hòng chạy tội. Nhưng mà vì những cái sai phạm quá trầm trọng liên quan tới những thiệt hại hàng chục nghìn tỷ, đó là lý do mà ông Nguyễn Phú Trọng khó có thể chấp nhận bỏ qua được. Bởi vì nó có những cái tác động áp lực từ phía chính phủ cũng như quốc hội, nó liên quan tới cái vấn đề sửa đổi luật đất đai. Thưa quý vị, luật đất đai ở Việt Nam, cụ thể là luật đất đai năm 2013 sửa đổi, đã nhiều lần được nhắc lên nhắc xuống, đưa ra bàn thảo để sửa đổi luật đất đai. Vì ai cũng thấy, đến bây giờ thì chính phủ và quốc hội đã thấy rất rõ vấn đề sửa đổi luật đất đai năm 2013 là một cái điều cấp thiết phải làm, vì nó mới tạo điều kiện cởi trói cho các cái doanh nghiệp, đặc biệt các cái doanh nghiệp tư nhân, người ta phải có quyền sở hữu về đất đai. Trên cơ sở đó thì các cái doanh nghiệp tư nhân mới có thể sử dụng những cái quyền của mình liên quan tới đất đai để định đoạt trong vấn đề tài chính.
Thưa quý vị, xong, cái luật đất đai nhiều lần đã bị hoãn đi hoãn lại. Và thậm chí mới đây, như quý vị đã biết, cụ thể ngày 14 tháng 6 năm 2021, trong một cái cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp ông Lê Thành Long đã phát biểu cho biết rằng Bộ Tư pháp đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chương trình xây dựng luật cũng như pháp lệnh của Quốc hội, trong đó có luật đất đai. Tuy nhiên, chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của Quốc hội theo kế hoạch đến năm hết năm 2022 sẽ vẫn chưa tiến hành sửa đổi luật đất đai. Thưa quý vị, năm 2020 người ta đã hoãn một lần, sang năm 2021 lại tiếp tục hoãn, và trong kế hoạch xây dựng luật cũng như các pháp lệnh của Quốc hội không có chương trình sửa đổi luật đất đai. Trong khi, thưa quý vị, theo Ban Kinh tế Trung ương bằng người đứng đầu là ông Trần Tuấn Anh, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, có một cái ý kiến mới đây đã cho rằng phải cấp thiết sửa đổi luật đất đai để cởi trói cho các cái doanh nghiệp, tạo động lực cho cái việc phát triển kinh tế. Xong, thưa quý vị, cái vấn đề luật đất đai nó sẽ ảnh hưởng tới các cái doanh nghiệp, tới các đại gia, các tỷ phú đô la người ta kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Đó là điều mà chúng tôi đã nói với quý vị nhiều lần. Luật đất đai đã bị chi phối bởi các cái nhóm lợi ích, đặc biệt đối với giới kinh doanh bất động sản. Vì nếu sửa đổi luật đất đai sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của các cái nhóm lợi ích này. Thưa quý vị, cho đến thời điểm này thì không chỉ có Quốc hội, Chính phủ, kể cả các ban đảng cụ thể như Ban Kinh tế Trung ương, kể cả Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng vậy, họ bày tỏ một cái sự nóng ruột. Tại sao? Cái dự luật quan trọng đó là luật đất đai sửa đổi năm 2013 không được đưa ra nghiên cứu xem xét để Quốc hội tiến hành sửa đổi. Trong khi cái dự luật đất đai sửa đổi năm 2013, như quý vị đã biết, nó đã có rất nhiều vấn đề bất cập cần phải sửa đổi, trong khi cả Quốc hội và Chính phủ cũng như các ban của Đảng đồng ý. Nhưng có một điều người ta ngạc nhiên là lãnh đạo của các tỉnh, các địa phương trong cả nước đa số không đồng tình với cái việc sửa đổi luật đất đai. Vậy một cái câu hỏi đặt ra là nó có liên quan gì tới cái nhóm lợi ích, đó là các cái đại gia bất động sản đang hoạt động ở các địa phương hiện nay hay không? Thưa quý vị, đó là lý do theo giới phân tích, cái việc kỷ luật đối với ban lãnh đạo tỉnh Bình Dương nó là một trong những sức ép của Quốc hội và Chính phủ đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và đó là lý do tại sao những cái sai phạm của tỉnh ủy Bình Dương liên quan tới những cái vấn đề vi phạm về luật pháp và quản lý sử dụng đất, sử dụng vốn tài sản của Đảng và Nhà nước tại một cái tổng công ty mùng 3 tháng 2, đó là một cái đơn vị làm kinh tài của tỉnh Bình Dương trong một cái thời gian kéo dài do sự buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra. Và đó là lý do mới đây Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành một cái quyết định đề nghị Ban Chấp hành Trung ương tại cái phiên họp Ban Chấp hành Trung ương khóa 3 thông qua việc này. Và thưa quý vị, đó là lý do tại sao ngày 30 tháng 6 năm 2021, truyền thông nhà nước đưa tin cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, văn phòng phía Nam đã khởi tố bắt tạm giam cựu chủ tịch và nhiều lãnh đạo của tỉnh Bình Dương liên quan tới những sai phạm trong việc bán rẻ 43 hectare đất vàng cho tư nhân. Thưa quý vị, theo truyền thông nhà nước cho biết, có 6 bị can đã bị bắt tạm giam với những cáo buộc vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí, bao gồm ông Phạm Văn Cảnh, cựu chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương, ông Trần Thanh Liêm, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Thanh Trúc, phó chủ tịch, ông Trần Xuân Lâm, chánh thanh tra tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Lược, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Ngô Dũng Phương, trưởng phòng tài chính của Đảng trực thuộc tỉnh ủy Bình Dương. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cũng như trong quyết định khởi tố vụ án, theo đó trong thời gian tại chức, thì các cái lãnh đạo kể trên đã có những cái sai phạm liên quan tới việc quản lý sử dụng đất đai của Tổng Công ty mùng 3 tháng 2, một cái đơn vị làm kinh tế cho tỉnh ủy Bình Dương, liên quan tới các cái nội dung cụ thể. Thứ nhất, việc để các cái khu đất 43 hectare
thuộc khu đô thị Tân Phú và kể cả khu đất 145 hectare trong một cái dự án làm sân gôn từng do doanh nghiệp của tỉnh ủy quản lý. Vậy mà không hiểu lý do gì, nó đã âm thầm được chuyển toàn bộ quyền sở hữu cho doanh nghiệp tư nhân. Thưa quý vị, dù rằng trước đó vào ngày 16 tháng 6 thì cái hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh Bình Dương, các cái lãnh đạo trong thường trực tỉnh ủy đã xin lỗi nhân dân, thậm chí nói họ sẽ khắc phục các cái hậu quả. Nhưng thưa quý vị, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho thấy các bên liên quan nộp tiền khắc phục hoặc xin nhượng lại phần đóng góp để chuyển lại quyền sở hữu cho nhà nước, nó là những cái điều vẫn chưa đảm bảo. Thưa quý vị, trở lại cái hội nghị Trung ương 3, như quý vị đã biết, một cái thông lệ đó là quy trình của nhà nước Việt Nam hay các cái nhà nước xã hội chủ nghĩa, đó là lãnh đạo của Đảng cũng như Ban Chấp hành Trung ương sẽ phê duyệt những cái danh sách nhân sự quan trọng của bộ máy Đảng, nhà nước, chính phủ cũng như quốc hội. Và thưa quý vị, theo giới phân tích, kết thúc đại hội 13 thì lãnh đạo Cộng sản miền Nam đã đại bại, những người Cộng sản Nam Bộ thực sự đã trắng tay. Cụ thể là trong bộ tứ không có nhân vật là gương mặt, vốn nó đã trở thành một cái tiền lệ và được coi là truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam, nghĩa là tứ trụ ít nhiều cũng phải có một hay hai nhân vật là lãnh đạo người miền Nam. Nhưng sau đại 13 thì điều đó hoàn toàn không xuất hiện và vắng bóng. Song ngược lại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gom về cho phe cánh của ông ta, mà người ta gọi là phe cánh Hà Nội, với một cái số ủy viên trung ương chiếm số lượng tới 20 người. Và về thứ nhì thì là phe Nghệ An của Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ, với cái sự dẫn dắt của Phan Đình Trạc trong cương vị trưởng ban nội chính trung ương, đã giành được số ủy viên trung ương cho phe Nghệ An tới 14 ghế, trong đó có 3 ủy viên là Bộ Chính trị. Thưa quý vị, sự thắng thế của phe Nghệ An nó không chỉ là việc mà ông Vương Đình Huệ giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 15, mà ban lãnh đạo Nghệ An với hàng loạt các ủy viên trung ương và ủy viên Bộ Chính trị đã cho thấy đã giữ một cái thế lực chính trị quan trọng ở trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thậm chí tại đại hội 13, ban lãnh đạo Nghệ An vượt lên ban lãnh đạo của tỉnh Hà Tĩnh, vốn là một cái ban lãnh đạo phe nhóm giàu tiềm năng ở trong đảng, bởi họ được chi phối cũng như tài trợ của cái nhà máy thép Phọc Ngô Sa tại Hà Tĩnh. Đó là lý do tại sao ban lãnh đạo Nghệ An có các cái nhân vật đó là Phan Đình Trạc giữ chức trưởng ban nội chính trung ương, Nguyễn Xuân Thắng thì giữ chức chủ tịch hội đồng lý luận trung ương. Tuy nhiên thưa quý vị, trước các cái diễn biến trước cái hội nghị trung ương 3 đã cho thấy Phan Đình Trạc có những cái tham vọng lớn hơn, và thậm chí chức chủ tịch hội đồng lý luận trung ương của Nguyễn Xuân Thắng đã giao cho các nhân vật khác kế cận, để Nguyễn Xuân Thắng tiếp tục nắm giữ những chức vụ quan trọng mà tại hội nghị trung ương 3 tới đây sẽ chuẩn thuận. Thưa quý vị, có thể điểm qua các cái ủy viên trung ương là người quê ở Nghệ An sẽ được phê chuẩn của hội nghị trung ương 3, tạo nền tảng cho Quốc hội khóa 15 phê duyệt các cái vị trí chủ chốt trong bộ máy chính phủ của ông Phạm Minh Chính. Có thể dẫn ra là thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Tài chính ủng hộ Đức Phước. Nhân vật số 2 đó là bà Phạm Thị Thanh Trà, một người phụ nữ được cho là điếu của ông Tô Huy Rứa, trưởng ban tổ chức trước kia, đã được giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Và nếu quý vị biết rằng xuất thân của bà Phạm Thị Thanh Trà chỉ là một giáo viên cấp 2 ở một huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh Yên Bái, và Phạm Thị Thanh Trà sau khi lọt vào mắt xanh của ông Tô Huy Rứa, trưởng ban tổ chức trung ương khóa 12, thì Phạm Thị Thanh Trà đã thăng tiến một cách vượt bậc. Và được biết tại đại hội 13, trong vấn đề nhân sự thì ông Tô Huy Rứa đã nói với ông Phạm Minh Chính khi đó là trưởng ban tổ chức trung ương, bằng mọi cách phải bố trí cho bà Phạm Thị Thanh Trà những cái chức vụ quan trọng và tốt nhất là những vấn đề liên quan tới vấn đề tổ chức của chính phủ, đó là chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Thưa quý vị, ngoài ra còn có các cái nhân vật ví dụ như ông Trần Sĩ Thành,
cháu của Nguyễn Sinh Hùng cũng được giữ một chức vụ quan trọng, đó là tổng kiểm toán nhà nước từ tay ông Hồ Đức Phước. Trước đây, ngoài ra, ông Nguyễn Đắc Vinh còn giữ một chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội. Thưa quý vị, đối với trường hợp Nguyễn Đắc Vinh thì theo giới phân tích đánh giá, Nguyễn Đắc Vinh đã đi xuống bởi người ta nói Nguyễn Đắc Vinh có thể được cơ cấu vào những chức vụ quan trọng hơn. Tuy nhiên, có những cái lục đục trong cái phe nhóm Nghệ An, đó là lý do tại sao ông Nguyễn Đắc Vinh, cựu bí thư Nghệ An, chỉ giữ một chức vụ khiêm tốn, đó là chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Thưa quý vị, trong những cái hình ảnh khai mạc kỳ họp Trung ương lần thứ 3 khóa 13 thì người ta thấy có những cái hình ảnh của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình luôn luôn bám bót ông Nguyễn Phú Trọng từng bước. Quý vị có thể kiểm tra cái thông tin này thông qua những cái bộ ảnh liên quan tới hội nghị Trung ương 3. Trong khi đó, thưa quý vị, một cái thái độ bất ngờ của ông Nguyễn Xuân Phúc khác hẳn với những cái điều mà giới phân tích đánh giá rằng ông Nguyễn Xuân Phúc trước Đại hội 13 có những biểu hiện cho thấy muốn giữ tiếp chức vụ Thủ tướng nhiệm kỳ thứ hai. Thậm chí ông Nguyễn Xuân Phúc còn được kích động để muốn ứng cử chức vụ Tổng Bí thư Đại 13. Nhưng thưa quý vị, đó là những cái sai lầm nghiêm trọng đối với Nguyễn Xuân Phúc, vì nhiều quý vị đã biết tính của ông Nguyễn Phú Trọng có một cái tính tình đặc biệt, đó là thù sâu và nhớ dài. Tất cả các nhân vật mà làm cho Nguyễn Phú Trọng phật lòng thì trước sau cũng nhận những cái bản án thậm chí là cực kỳ nghiêm trọng. Như quý vị đã thấy, như cái trường hợp của Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng hay một cái nhân vật lớn nhất đó là Trần Đại Quang thì phải chịu những cái hậu quả thảm bại và một cái chết đau đớn. Đó là lý do người ta nói ông Nguyễn Xuân Phúc bây giờ đã biết thân biết phận và đã cam phận với một cái giải được cho là an ủi, mà ông Nguyễn Phú Trọng đã yêu ái cho Nguyễn Xuân Phúc trong một cái trường hợp đặc biệt. Và đó là lý do những người thân cận của Nguyễn Xuân Phúc cho biết ông Nguyễn Xuân Phúc đã nói còn một vài năm nữa thì về nghỉ, nên tốt nhất là im hơi lặng tiếng để ông Trọng cho qua. Trong khi đó, thưa quý vị, ông Phạm Minh Chính trong thời gian đầu giữ chức chính phủ với những cái tuyên bố được cho là hết sức hùng hồn và mang tính thuyết phục, những cái hành động cũng như phát biểu của ông Phạm Minh Chính mang tính chất cải cách và được dư luận đánh giá cao. Nhưng thưa quý vị, trong cái việc xử lý đại dịch Covid-19 trong những ngày qua, khi mà ông Phạm Minh Chính đưa toàn bộ ban lãnh đạo của chính phủ vào điều hành trực tiếp tại Sài Gòn, mà những cái điều như quý vị đã biết chúng tôi đánh giá nó có liên quan tới cái việc sự liên kết giữa ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Tấn Dũng trong cái việc muốn đưa lực lượng chính trị miền Nam ở khu vực miền Tây tràn ngập lãnh thổ Sài Gòn để kiểm soát quyền lực ở đây. Và điều đó chắc chắn thế lực chính trị của ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ gặp được những cái sự cản trở, thậm chí là những sự phản công của cựu bí thư Thành ủy ông Lê Thanh Hải và các cái đồng bọn. Song có một cái điều thưa quý vị đáng tiếc, có lẽ theo đánh giá của giới phân tích, ông Phạm Minh Chính đã bị phân tâm trong cái vấn đề này. Đó là ông Phạm Minh Chính không đặt một cái mục tiêu trong cái việc xử lý đại dịch Covid-19 ở Sài Gòn làm nhiệm vụ trọng tâm, hay cái nhiệm vụ xử lý để thâu tóm những cái quyền lực chính trị ở Sài Gòn là trọng tâm. Và đó là lý do tại sao ông Phạm Minh Chính đã tỏ ra lúng túng và thừa nhận những cái sự thất bại. Và ông Phạm Minh Chính rút ra Hà Nội để giao lại cho ông Vũ Đức Đàm cũng như ông Trương Hòa Bình là một cái hệ quả tất yếu, người ta cho rằng đó là những cái giải pháp chiến thuật. Với lý do ông Phạm Minh Chính ra tham dự hội nghị Trung ương 3, nhưng thực chất ông Phạm Minh Chính muốn có một thời gian để bình tâm, xác định lại cần phải làm gì cho nó phù hợp trong cái tình hình hết sức nóng bỏng đang xảy ra hiện nay, không chỉ về cái vấn đề đại dịch Covid-19 mà nó còn liên quan tới cái vấn đề nhân sự đấu đá giữa các phe nhóm ở trong đảng. Và thưa quý vị, như chúng tôi đã nói, việc tỷ phú Phạm Nhật Vượng và tập đoàn Vingroup có những cái hành động tác động vào cái việc chống dịch tại Sài Gòn của chính phủ,
Đó là một những chỉ dấu mà giới phân tích cho rằng Phạm Nhật Vượng đã tuân thủ một cái lệnh bí mật từ ai đó, tìm cách gây áp lực để buộc cho ông Phạm Minh Chính phải thừa nhận, thậm chí là chấp nhận việc thay thế Chủ tịch Sài Gòn ông Nguyễn Thành Phong. Thưa quý vị, giới phân tích thấy rằng từ một người được cho là thân cận với ông Nguyễn Phú Trọng, ông Phạm Minh Chính trước đây là một trưởng ban của Đảng và là phó ban nhân sự, xin lỗi, phó trưởng tiểu ban nhân sự của Đại hội 13, mà người đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng. Vậy mà bây giờ cái mối quan hệ giữa ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Phú Trọng nghe chừng nó cũng vẻ thuận buồm xuôi gió, và có thể đánh giá quan hệ Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng nồng ấm hơn trước rất nhiều, trong khi quan hệ Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính, một cha đẻ của luật đặc khu, một cái đạo luật bán nước trước đây bị chỉ trích gay gắt, đến nay có những cái vấn đề được cho là không nhất trí, không bất đồng về mặt quan điểm. Thưa quý vị, không hiểu lý do gì trong một cái hội nghị trực tuyến quán triệt về cái thực hiện văn kiện đại 13, thì ông Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo với báo giới cho biết chính phủ của ông Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội dự luật đặc khu cũng như dự luật biểu tình. Như Nguyễn Xuân Phúc cho biết, do chưa làm tốt công tác hướng dẫn dư luận, do đó trước đây vào tháng 6 năm 2018, cái việc đưa dự luật này ra Quốc hội không thành công, mà ông Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng ông Phạm Minh Chính trong 6 tháng cuối năm 2021 sẽ tiếp tục nghiên cứu và đưa ra Quốc hội bàn thảo trong kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 15. Chúng tôi giới thiệu những việc đó để quý vị thấy một trong những cái chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung hay của Thủ tướng ông Phạm Minh Chính, đó là họ quyết tâm làm bằng được một cái kế hoạch gọi là dự luật đặc khu. Tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính có những cái thay đổi về chính sách đối với dự luật đặc khu, đó là thay vì những cái vấn đề ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngoài trên một cái khu vực lớn được khoanh vùng ấn định đó là đặc khu, thì có thể những cái sự đầu tư của nhà nước ngoài có thể được dàn trải trên khắp tất cả nước, không nhất thiết phải tập trung. Thưa quý vị, trở lại một cái vấn đề liên quan tới cái việc đấu đá giữa các phe trong đảng, mà như chúng tôi đã nói với quý vị ở trên, đó là trước cái sự lớn mạnh anh thế của cái phe Nghệ An đã trở nên vượt trội cái phe Thanh Hóa, và đó là lý do thưa quý vị, trong thời gian gần đây những cái hoạt động của một số nhân vật lãnh đạo trong phe cánh Nghệ An có những biểu hiện khiêu khích đối với phe Thanh Hóa của ông Phạm Minh Chính nói riêng, hay thế lực chính trị của ông Phạm Minh Chính nói chung. Và đó là lý do người ta thấy sau hội nghị Trung ương 3 thì có những kết quả tương đối rõ ràng, thì cái cuộc đấu đá khốc liệt giữa hai phe Thanh Hóa và Nghệ An sẽ trở nên một cuộc đối đầu ngấm ngầm, và người ta sẵn sàng tìm mọi cách để loại bỏ các cái quyền lực, quyền lợi của các cái phe cánh, đặc biệt là một cái bộ máy chỉ huy của ông Phạm Minh Chính đối với các cái nhân vật vốn là ủy viên Bộ Chính trị của Đại hội 12, đó là các cái nhân vật thân cận đối với ông Bà Dũng. Thưa quý vị, trong các cái bài nói chuyện trước, chúng tôi đã nhiều lần đề cập về cái vấn đề trưởng ban nội chính Trung ương ông Phan Đình Trạc liên tục có các cái hành động cũng như các cái phát ngôn mà được truyền thông nhà nước đưa tin liên quan tới cái vấn đề hai nhân vật, đó là Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ông Nguyễn Hòa Bình, mà biểu hiện cụ thể đối với Bộ trưởng Công an Tô Lâm, đó là một cái vụ án được cho là Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã bao che cho Đại tá Tổng cục Phó Tổng cục Tình báo ông Nguyễn Duy Linh, con trai của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an, là một cố vấn an ninh đặc biệt về vấn đề an ninh và tôn giáo của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng cũng một điều quan trọng hơn là mối quan hệ giữa Bộ trưởng Công an Tô Lâm và ông Nguyễn Văn Hưởng, thì trước đây dưới thời ông Nguyễn Văn Hưởng là Thứ trưởng Bộ Công an, một người được cho là tổng đạo diễn của chính phủ ông Nguyễn Tấn Dũng, thì ông Tô Lâm trong vai trò thư ký của tướng Hưởng. Và thưa quý vị, cũng liên quan tới Nguyễn Hòa Bình, tức là Phan Đình Trạc mới đây có những phát biểu cho rằng Bộ Chính trị cần phải xem xét giải quyết vụ án quy định cầu voi
liên quan tới tử tù Hồ Duy Hải cần phải giải quyết sớm trong 6 tháng cuối năm. Và cái hành động đó liệu nó có ảnh hưởng tới cái nhân vật chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình như thế nào thì chúng tôi không nói, thì quý vị đã hiểu. Bởi vì trong cái giai đoạn gần đây, như quý vị đã biết, Nguyễn Hòa Bình hết sức tránh né cái vấn đề vụ án Hồ Duy Hải. Nhưng thưa quý vị, có một cái điều đáng ngờ đó là những cái vụ án liên quan tới sai phạm của chánh án Nguyễn Hòa Bình, nó không chỉ là cái vụ án liên quan tới vụ án Bưu điện Cầu Voi và tử tù Hồ Duy Hải. Mới đây, luật sư Trần Hồng Phong đã công bố các cái bằng chứng cho thấy Hồ Duy Hải hoàn toàn là vô can, thậm chí đã chứng minh được một cái thời gian ngoại phạm của Hồ Duy Hải. Chưa hết, thưa quý vị, cũng trong cái thời điểm trước Hội nghị Trung ương 3, thì luật sư Lê Văn Hòa, vụ phó, vụ 4 của Ban Nội chính Trung ương, cũng công bố các cái tài liệu liên quan tới những cái sai phạm của chánh án Tòa án Nhân dân Nguyễn Hòa Bình trong cái vụ án tử tù Nguyễn Văn Hưởng. Đó là một cái vụ án xảy ra vào năm 2007, trước cái vụ án của Hồ Duy Hải một năm. Nhưng cho đến nay, thì như quý vị đã biết, tử tù Nguyễn Văn Trưởng vẫn đang bị giam và chờ đưa ra tử hình. Và thưa quý vị, theo các luật sư bảo vệ cho thân chủ Nguyễn Văn Trưởng, thì người ta có đầy đủ các yếu tố chứng minh tử tù Nguyễn Văn Trưởng hoàn toàn vô tội. Thưa quý vị, thậm chí còn có các cái nguồn tin cho biết phe nhóm Nghệ An đưa ra các bằng chứng khẳng định cái cuộc họp giữa tướng Nguyễn Văn Hưởng và năm ủy viên Bộ Chính trị, đó là các nhân vật thân cận của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, diễn ra vào tháng 6 năm 2019 để chuẩn bị cho một cái vấn đề khôi phục quyền lực của Nguyễn Tấn Dũng sau đại 13. Theo đó, chính Nguyễn Hòa Bình là một người cung cấp toàn bộ băng ghi âm cuộc họp với những cái phát biểu của ông Nguyễn Văn Hưởng cũng như năm ủy viên Bộ Chính trị, kể cả một số đại gia đồng hồ có mặt tại buổi họp đó. Và thưa quý vị, được biết ông Nguyễn Phú Trọng sau khi nghiên cứu các cái tài liệu Nguyễn Văn Bình cung cấp, xin lỗi, Nguyễn Hòa Bình cung cấp, đã khiến cho Nguyễn Phú Trọng hết sức bực bội. Và ông Nguyễn Phú Trọng sở dĩ xử lý con trai của tướng Nguyễn Văn Hưởng, đó là đại tá Nguyễn Duy Linh, cũng xuất phát từ cái nguyên nhân này. Xong, có những cái tin tức thân cận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hé lộ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ bảo vệ ông Nguyễn Hòa Bình đến cuối cùng. Bởi đối với ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, là một cái bằng chứng hết sức có giá trị. Đó là ông Nguyễn Phú Trọng sẵn sàng sử dụng Nguyễn Hòa Bình để có thể tiến hành những cái phán quyết liên quan tới việc tố tụng cũng như việc vi phạm pháp luật ở Việt Nam. Cụ thể là không cần chứng cứ, không cần các cái bằng chứng về luật pháp như cái vụ án Bưu điện Cầu Voi, Hồ Duy Hải như quý vị đã thấy. Hay nói một cách khác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn bảo vệ bằng được chánh án Tòa án Nhân dân Nguyễn Hòa Bình bằng mọi giá, coi Nguyễn Hòa Bình là một cái biểu tượng sức mạnh về việc không cần sử dụng luật pháp, có thể buộc tội không cần chứng cứ. Và thưa quý vị, đó là lý do có một cái giai đoạn sau đại 13, bên cạnh những cái tin đồn cho rằng ông Nguyễn Hòa Bình sẽ giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương thay cho ông Phan Đình Trạc, để ông Phan Đình Trạc giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, và chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an sẽ được của ông Tô Lâm sẽ được giao lại, và ông Tô Lâm sẽ nắm giữ Phó Thủ tướng thường trực phụ trách công tác nội chính của ông Trương Hòa Bình để lại. Rồi cũng có những ý kiến cho rằng ông Nguyễn Hòa Bình muốn ngồi vào chiếc ghế Phó Thủ tướng phụ trách vấn đề nội chính trong chính phủ của ông Phạm Minh Chính. Và chiếc ghế này ngoài ông Nguyễn Hòa Bình còn có thể giao cho ông Phan Đình Trạc. Bởi như quý vị đã biết, ông Nguyễn Phú Trọng muốn một Phó Thủ tướng phụ trách vấn đề nội chính, tức là quản lý về cái vấn đề luật pháp của chính phủ, phải là người thân cận với ông Nguyễn Phú Trọng. Đó là một cách gián tiếp và ông Nguyễn Phú Trọng có thể kiểm soát chính phủ. Thưa quý vị, cái việc đấu đá giữa hai phe vàng Nghệ An và Hà Tĩnh thì nhiều quý vị đã biết, trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thì cái phe Nghệ An có những cái ân oán với phe Thanh Hóa của ông Phạm Minh Chính. Nhiều quý vị đã biết, vào năm 1997, khi mà ông Lê Khả Phiêu giữ chức vụ Tổng Bí thư, khi đó Lê Khả Phiêu đã có một cái chiến lược
tìm cách đưa những đồng hương người Thanh Hóa vào các vị trí béo bở trong một cái chính sách như chúng ta đã biết gọi là luân chuyển cán bộ. Và Lê Khả Phiêu chính là tác giả của cái kiểu luân chuyển cán bộ, và điều đó đã tạo ra rất nhiều đồng minh, lôi kéo được các cái phe nhóm tham gia ủng hộ cho ban lãnh đạo Thanh Hóa. Tuy nhiên nó cũng tạo ra không ít những cái ân oán cho chính ông Lê Khả Phiêu và một cái nhân vật tương đối quan trọng cho phe nhóm Thanh Hóa trước đây, đó là Tô Hy Rước. Như quý vị đã biết, sau khi ông Lê Khả Phiêu giữ chức tổng bí thư thì 2 năm sau ông Lê Khả Phiêu đã đề bạt Tô Hy Rước từ một cái nhân vật phó giám đốc học vấn Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ông Lê Khả Phiêu dùng một cái quyết định luân chuyển cán bộ đưa Tô Hy Rước về làm bí thư Hải Phòng. Rồi chỉ sau đó một năm thì Tô Hy Rước đã được Lê Khả Phiêu triệu về Trung ương, và Tô Hy Rước và Phạm Quang Nghị trong một cái cuộc chiến liên quan với phe Nghệ An đã đánh bật ra ứng cử viên sáng giá của Đại hội 11, đó là ông Hồ Đức Việt. Chúng tôi nhắc lại điều này để quý vị thấy, lẽ ra cái suất tổng bí thư Đại 11 không phải là của Nguyễn Phú Trọng, mà suất đó là Hồ Đức Việt sẽ hưởng. Nhưng mà dưới áp lực của Tô Hy Rước cũng như Phạm Quang Nghị trong một cái vụ án liên quan tới đàn sát tắc, và nếu như những ai chơi xem có thể tìm lại những cái bài nói chuyện của chúng tôi liên quan tới cái cuộc tranh đấu giữa phe Nghệ An cũng như phe Thanh Hóa. Thưa quý vị, trở lại cái vấn đề cơ cấu của Quốc hội khóa 15, có một điều chúng tôi nhắc lại với quý vị, đó là số lượng ứng cử của đại biểu Quốc hội khóa 14 cho những ứng cử viên tự do là 870 người, và kết quả đã có 496 người trúng cử. Trong danh sách đại biểu Quốc hội khóa 15 đã có 19 ủy viên Bộ Chính trị, 17 thành viên của Chính phủ và có 21 người ngoài đảng chính cử. Thưa quý vị, nhưng mà ở cái Quốc hội khóa 15 lần này, số người tự ứng cử tới 317 người, nhưng mà người ta thấy chỉ có hai nhân vật duy nhất trúng cử, đó là ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tasco, và một cái nhân vật thứ hai không nói thì mọi người đều nhớ, đó là giáo sư viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, là một người mà ngày 28 tháng 3 đã có những cái phát biểu cho rằng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có mái đầu bạc trắng hiên ngang, gánh sơn hà nặng trĩu hai vai, mà dư luận xã hội cho rằng đó là một cái câu nịnh thối, và nhờ lý do nịnh thối đó mà ông Nguyễn Anh Trí trúng cử đại biểu Quốc hội trong tư cách một ứng viên tự do. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, thực chất cái chiêu bài mà ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội đưa ra cho rằng họ khuyến khích những ai có nhiệt thành muốn đóng góp cho đất nước tham gia tự ứng cử. Rồi người ta còn đưa ra những cái chiêu bài cho rằng lãnh đạo đảng cố gắng phấn đấu sẽ có từ 25 tới 50 đại biểu Quốc hội khóa 15 là người ngoài đảng. Và thưa quý vị, kết quả chỉ có hai nhân vật, mà đó là những hành nghị thần của Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Chúng tôi nhắc lại điều đó để cho những cái nhà hoạt động đấu tranh dân chủ ở Việt Nam đừng có đi theo một cái vết xe đổ bởi những cái sự hí hửng ngây thơ khi tin vào những lời bịp bợ. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, hai nhân vật đó là ông Lê Trọng Hùng cũng đã bị bắt. Trước đó thì ông Trần Quốc Khánh, 61 tuổi cũng vậy, đều bị cùng một cái tội danh phát tán tài liệu chống nhà nước. Và mới đây nhất đó là nhà báo độc lập Lê Dũng Vô và một người cũng làm hồ sơ ứng cử. Nhưng cuối cùng thưa quý vị, kết quả ra sao chúng tôi xin không bình luận. Trong khi đó thưa quý vị, về mặt cơ cấu quốc hội cũng vậy, những cái nhân vật được cho là đại biểu quốc hội vì dân, ở đây không thể nói tới những cái nhân vật đó là ông Trương Trọng Nghĩa, ông Trần Thanh Vân hay đại biểu quốc hội ông Lưu Bình Nhưỡng, là những người có những cái phát biểu làm nóng nghị trường được dư luận xã hội, đó là các đại biểu quốc hội của dân với những cái phát biểu như ông Lưu Bình Nhưỡng đã nói vào ngày 26 tháng 3 năm 2021 tại kỳ họp quốc hội khóa 14. Quý vị hẳn còn nhớ, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đã nói thẳng thắn tại nghị trường Quốc hội khi cho rằng lãnh đạo đảng và nhà nước không được biến Quốc hội thành một căn phòng kín,
để gom góp lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân hay lợi dụng để chia chác quyền lực. Thưa quý vị, theo giới phân tích và dư luận xã hội đánh giá rất cao những cái phát biểu của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, mà người ta cho rằng là một đại biểu Quốc hội với những cái chất vấn hết sức sắc bén, thậm chí nóng bỏng nghị trường. Ông Lưu Bình Nhưỡng là một đại biểu Quốc hội không ngại va chạm với lãnh đạo, đặc biệt với kể cả ông Nguyễn Phú Trọng. Và một kết quả như quý vị đã thấy, ông Lưu Bình Nhưỡng đã bị loại ra khỏi danh sách ứng cử viên tái cử đại biểu Quốc hội khóa 15 với một cái lý do, thưa quý vị, được cho là lãng xẹt, quá tuổi. Và thưa quý vị, ông Lưu Bình Nhưỡng sinh năm 1963 đến năm 2021 vừa tròn 58 tuổi, hoàn toàn đầy đủ các cái tiêu chuẩn theo quy định số 36 cũng như văn bản 174 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa 15. Vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng đồng chí Lưu Bình Nhưỡng cao tuổi nên nghỉ, trong khi ông Nguyễn Phú Trọng thì hơn đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng khoảng 20 năm. Vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng vẫn ngồi lại trong cương vị đại biểu Quốc hội khóa 15. Thưa quý vị, đó là những điều mà dư luận xã hội thấy rằng sân khấu chính trị Việt Nam hiện nay với những cái màn phô diễn cười ra nước mắt. Trong khi đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng là một nhân vật trẻ tuổi với những cái lý lẽ phát biểu sắc sảo nóng bỏng, thì ông Nguyễn Phú Trọng ở tuổi bước sang tuổi 78 trong một cái tình trạng sức khỏe phải nói là kém, vậy mà vẫn phá luật chơi, vẫn được ở lại giữ những cái nhiệm vụ thêm một nhiệm kỳ nữa. Thưa quý vị, trở lại cái vấn đề được cho là hiện nay và đặc biệt cụ thể trong cái cuộc họp chiều hôm nay, đó là một cái phiên họp kín liên quan tới nhân sự lãnh đạo của chính phủ và chắc chắn sẽ liên quan tới Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Vấn đề của ông Nguyễn Phú Trọng muốn thay thế ông Tô Lâm lắm rồi, bởi ông Nguyễn Phú Trọng trước, trong và sau Đại 13 đã phát hiện ra Bộ trưởng Công an Tô Lâm có những cái biểu hiện thay thầy đổi chủ. Và thưa quý vị, trước đây ông Tô Lâm một người được cho là thân cận của ông Ba Dũng, nhưng sau Đại 12 trước sự thất bại của Nguyễn Tân Dũng, khi đó người ta cho rằng có một cái kế hoạch hậu chiến của ông Ba Dũng để cho một số nhân vật thân tín của ông Ba Dũng, đó là Hoàng Trung Hải, Đinh La Thăng, Tô Lâm sẽ chui sâu và leo cao trong bộ máy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và những cái điều đó nó được thể hiện trong những cái bằng chứng, một cái bằng ghi âm được biết ông Nguyễn Phú Trọng nắm được từ tay Nguyễn Hòa Bình. Và đó là lý do, thưa quý vị, tại sao trưởng ban nội chính trung ương ông Phan Đình Trạc liên tục có những cái phát biểu bóng gió ảnh hưởng tới uy tín chính trị của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Và đặc biệt, thưa quý vị, vào tháng 3 năm 2021 thì cái vụ án liên quan tới đại tá Nguyễn Hữu Linh, con trai của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, bỗng trở lại. Mà cái vụ án này, như quý vị đã biết, nó xảy ra cách đây hơn 3 năm. Và nó đã tưởng chừng chìm xuồng đâu vào đó. Vậy mà, thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an lật lại hồ sơ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào cuộc yêu cầu điều tra lại. Và thưa quý vị, mới đây nhất có những cái tin tức cho rằng kẻ trung gian đưa hối lộ đó là một cái thầy chiêm tinh Hồ Hữu Hòa, một lần nữa lại phản cung thừa nhận những cái lời khai trước đây với cơ quan điều tra là đúng sự thật. Còn những cái đơn kêu cứu hay tố cáo là do sức ép của các cái thế lực từ Bộ Công an ép buộc Hồ Hữu Hòa phải làm điều này. Thưa quý vị, theo đánh giá của chúng tôi, đó là những cái mà trận thông tin người ta đưa ra để đánh là khướng. Còn cái việc Hồ Hữu Hòa đã hai lần phản cung với những cái lý do khác nhau thì không ai, chỉ trừ những cái người trong cuộc mới có thể nắm được. Thưa quý vị, kể cả trong kết luận điều tra của Bộ Công an do C01 kết luận mới đây đã cho rằng Hồ Hữu Hòa khai nhiều lần đã đến nhà của Nguyễn Duy Linh trước khi bị bắt. Thậm chí Nguyễn Duy Linh khi đó đã có những cái hành vi đe dọa, cấm Hồ Hữu Hòa hé mồm khai báo. Thậm chí Nguyễn Duy Linh còn nói rằng không đảm bảo tính mạng của Hồ Hữu Hòa nếu có những hành động lộ ra những cái bằng chứng liên quan tới Nguyễn Duy Linh. Thậm chí theo Hồ Hữu Hòa khai với cơ quan điều tra được thể hiện trong kết luận điều tra,
Nguyễn Duy Linh còn mắng Hồ Hữu Hòa: "Thường trực ban bí thư đang bảo vệ cho tao, mày hãy coi chừng mà giữ lấy cái mồm." Thưa quý vị, tuy nhiên những cái thông tin đó theo chúng tôi đó là những cái thông tin hỏa mù, vì thưa quý vị chẳng có một cái lý do gì mà chỉ có 15 ngày sau khi có kết luận mà trước đó vụ án mới được khởi tố thì là những cái điều người ta gọi là thần tốc. Theo giới phân tích nói là cái vụ án Nguyễn Duy Linh được coi là thần tốc không hòa, bởi cụ thể cơ quan điều tra mới có quyết định khởi tố bổ sung vụ án và bắt giam Nguyễn Duy Linh vào ngày 15 tháng 6. Vậy mà thưa quý vị, chỉ sau hơn 10 ngày, họ đã có trong tay một cái bản kết luận điều tra khẳng định Nguyễn Duy Linh có tội. Và cái sự thần tốc đó khiến người ta nghi ngờ tại sao trước đó hai bị can Phan Văn Anh Vũ và Hồ Hữu Hòa hoàn toàn không nhận tội, thậm chí còn có những cái đơn kêu cứu tố cáo về việc bị nhục hình bức tù. Thế mà thưa quý vị, trước đó trong một báo cáo của Bộ trưởng Công an Tô Lâm đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị thành viên của Đảng ủy Công an Trung ương, theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết qua quá trình điều tra không có những bằng chứng cho thấy Nguyễn Duy Linh phạm tội hối lộ, và đó là lý do Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã chủ động đề nghị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kỷ luật về mặt đảng và chính quyền. Thưa quý vị, đó là lý do tại sao vụ án của Nguyễn Duy Linh nhận hối lộ của Phan Văn Anh Vũ đã chìm xuống. Vậy mà thưa quý vị, mới đây chỉ có 10 ngày điều tra khai thác Nguyễn Duy Linh, vậy mà kết luận điều tra của Bộ Công an, cụ thể là cơ quan cảnh sát điều tra, đã khẳng định bị can Linh luôn luôn có những cái hành vi che giấu những cái hành vi của mình, cũng như đồng phạm khai báo quanh co thiếu trung thực, cần phải xử lý bằng một cái bản án nghiêm khắc thì mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Thưa quý vị, xong, nếu chúng ta hiểu rằng lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát hay C01 cũng vậy, hoàn toàn hiện nay đang nằm trong tay Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, một cái người đồng hương cũng là một đàn em thân cận của Tô Lâm. Chúng tôi dẫn ra những cái dẫn chứng đó để thấy rằng những cái thông tin mà C01 đưa ra nó chỉ là các bằng chứng của hỏa mù để tạo điều kiện cho Nguyễn Duy Linh thoát tội với mục đích duy nhất là cứu giá cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Trong khi quý vị thừa biết rằng với một cái tội nhận hối lộ với giá trị từ 3 tới 5 triệu đô la Mỹ như cáo buộc đối với Nguyễn Duy Linh, thì Nguyễn Duy Linh có thể chịu mức án tử hình. Và nếu một cái bản án tử hình mà cơ quan điều tra, những cái nhân vật thân cận của Bộ trưởng Công an Tô Lâm lại có những cái sự thần tốc như vậy là những cái điều không đáng tin. Chúng ta hãy đặt một câu hỏi, tại sao lại phải được thần tốc tới cái mức độ như thế? Hay là chỉ để lấy lòng ông Nguyễn Phú Trọng cho qua cái hội nghị Trung ương 3, rồi cuối cùng mọi việc sẽ được gấp hồ sơ đầu lại vào đó? Tuy nhiên thưa quý vị, theo nhận định của giới phân tích thì cái vụ án Nguyễn Duy Linh liên quan tới Bộ trưởng Công an Tô Lâm được cho là bao che về cái việc nếu xử lý công khai nó sẽ có tác động đòn bẩy tâm lý khá lớn đối với dư luận xã hội, đặc biệt nó chứng tỏ một cái quyết tâm, một quyền lực mạnh mẽ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc chống tham nhũng của ông ta. Và cũng có những ý kiến cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng phải làm rõ cái vụ án Nguyễn Duy Linh để có thể mở cánh cửa tiếp tục dập tắt những cái sự kháng cự của phe nhóm lãnh đạo Sài Gòn, cụ thể là ông Lê Thanh Hải, liên quan tới cái vụ đại án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nhưng thưa quý vị, cái điều này nó lại trái ngược với những điều mà chúng tôi đã phân tích với quý vị trong các bài nói chuyện khác. Trong khi ông Nguyễn Phú Trọng lại bật đèn xanh cho Lê Thanh Hải lùi cái vụ án của Tăng Minh Phụng và Liên Khuy Thiền trước đây, đặt lên trên bàn để làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Tân Dũng trong giai đoạn 2003-2001 giữ cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng thời là trưởng ban giải quyết nợ xấu của FO Minh Phụng. Thưa quý vị, trở lại những vấn đề liên quan tới tranh án Tòa án Nhân dân Nguyễn Hòa Bình, mà như chúng tôi đã nói với quý vị, liên quan tới cái việc tại sao Nguyễn Phú Trọng phải bảo vệ ông Nguyễn Hòa Bình tới cùng. Và đó là lý do cái việc thăng tiến của Nguyễn Hòa Bình là một cái điều không thể ai có thể ngăn cản được. Tuy nhiên thưa quý vị, trước ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 3, có những cái tài liệu liên quan tới trách nhiệm
của ông Nguyễn Hòa Bình trong cái vấn đề phiên tòa tái thẩm với vụ án Hồ Duy Hải, cũng như những cái sai phạm của các cơ quan xét xử vụ án đồng tâm của cụ Lê Đình Kình. Thưa quý vị, trên mạng xã hội đang xuất hiện một cái bài viết đặt một cái câu hỏi, đó là liệu ông Nguyễn Hòa Bình có kích thích cái phiên tòa tái thẩm đối với cái vụ án bưu điện Cầu Voi hay không. Theo lá đơn cho biết, cái vụ án bưu điện Cầu Voi xảy ra thì ông Nguyễn Hòa Bình là một tướng của Bộ Công an dưới trách nhiệm lãnh đạo của Bộ Cảnh sát, và rõ ràng với tư cách đó thì ông Nguyễn Hòa Bình sẽ chỉ đạo kiểm định công việc liên quan tới cái vụ án này. Và vài năm sau đó thì ông Nguyễn Hòa Bình đã được đề bạt giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, rồi tiếp đó là chức vụ Tránh Tòa án Nhân dân Tối cao. Do đó, người ta khẳng định ông Nguyễn Hòa Bình phải có đầy đủ các cái tài liệu, các cái chứng cứ do cấp dưới báo cáo, và rất có thể những cái sự chỉ đạo của Nguyễn Hòa Bình đã dẫn tới việc người ta rút hồ sơ, các cái bút lục và bản ảnh ra ngoài hồ sơ của vụ án. Và đó là lý do vì sao ông Nguyễn Hòa Bình trong cương vị Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nhiều lần đã từ chối việc xem xét điều tra lại cái vụ án bưu điện Cầu Voi. Một cái câu hỏi mà người ta đặt ra là cái quan điểm phản bác những cái điều cho rằng vụ án bưu điện Cầu Voi và tử tù Hồ Duy Hải là hoàn toàn sai và là những cái bản án oan, trong khi Nguyễn Hòa Bình luôn luôn cho rằng cơ quan tư pháp không bỏ lọt tội, không làm oan sai. Và đó là lý do mỗi khi nhắc tới cái vụ án bưu điện Cầu Voi thì ông Nguyễn Hòa Bình luôn luôn khẳng định các cơ quan tư pháp đã xử đúng người, đúng tội, đúng luật pháp. Thậm chí ông Nguyễn Hòa Bình còn tuyên bố một cái yêu cầu đặt ra đối với phiên tòa phải xem xét một cách cẩn trọng, khách quan, toàn diện, đúng thủ tục luật pháp. Trên cơ sở đó mới có thể đưa ra các cái phán quyết chặt chẽ, thận trọng, công tâm, đồng thời không cho phép oan sai bỏ lọt tội phạm. Vậy mà, thưa quý vị, một cái câu hỏi dư luận xã hội đặt ra đối với ông Nguyễn Hòa Bình là tại sao quan điểm của ông Nguyễn Hòa Bình là Hồ Duy Hải đáng chết, và đó là chủ trương của ông Nguyễn Hòa Bình hay một chủ trương của một lãnh đạo cao cấp hơn của Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo. Nhưng tại sao cho đến nay vụ án đã kết thúc giai đoạn giám đốc thẩm mà ông Nguyễn Hòa Bình không cho phép đưa Hồ Duy Hải ra để thi hành án tử? Và đó là lý do tại sao vụ án bưu điện Cầu Voi, dư luận xã hội, đặc biệt là dư luận ở Long An, người ta khẳng định ông Nguyễn Hòa Bình hiểu rõ bản chất của vụ án, song ông Nguyễn Hòa Bình muốn giúp một cái cấp cao nào đó để cứu thủ phạm có tên là Nguyễn Văn Nghị. Đó là lý do ông Nguyễn Hòa Bình đã buộc cái tội cho Hồ Duy Hải với một cái bản án tử hình. Thậm chí ông Nguyễn Hòa Bình còn nói những cái sai sót trong quá trình tố tụng là có, nhưng không ảnh hưởng tới bản chất của vụ án. Song thưa quý vị, những cái chuyện đó nó là chuyện của quá khứ. Bây giờ đây, khi mà luật sư Trần Hồng Phong đã đưa ra các cái bằng chứng của 7 nhân chứng khai nhận và đảm bảo chịu trách nhiệm trước pháp luật, thì họ khẳng định Hồ Duy Hải có mặt trong thời gian 20 tới 21 giờ của cái đêm xảy ra vụ án. Và một cái vấn đề được đặt ra là liệu tới đây cái phiên tòa tái thẩm đối với vụ án bưu điện Cầu Voi có được thực hiện hay không, nhất là sau khi khai mạc Quốc hội khóa 15. Và liệu Ủy ban Thường vụ Quốc hội của bà Lê Thị Nga có tiếp tục làm rõ cái vụ án bưu điện Cầu Voi để giải thoát cái án tử oan đối với Hồ Duy Hải hay không? Xong thưa quý vị, chắc chắn Nguyễn Hòa Bình sẽ không bao giờ chấp nhận để có một phiên tòa tái thẩm. Và cái hội nghị Trung ương 13 này nó có liên quan tới số phận của Hồ Duy Hải. Bởi vì nếu một lý do nào đó mà Nguyễn Hòa Bình được đẩy ra khỏi chiếc ghế chánh án, và chiếc ghế chánh án của Tòa án Nhân dân Tối cao được trao lại cho một cái nhân vật Bộ trưởng Bộ Tư pháp, một cái nhân vật đồng hương với tân Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nhưng thưa quý vị, thì mối quan hệ giữa Phạm Minh Chính và Nguyễn Hòa Bình nó là mối quan hệ của những cái đồ đệ của bà Dũng, nên hy vọng rằng có thể thay đổi vụ án bưu điện Cầu Voi và Hồ Duy Hải thoát án tử là những cái điều chúng tôi cho rằng hết sức khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định với quý vị như đinh đóng cột rằng Hồ Duy Hải sẽ không chết một cách hoàn hảo.
Tuy nhiên Hồ Duy Hải cho đến hôm nay đã nằm trong tù một cái thời gian khoảng hơn 12 năm. Và Hồ Duy Hải sẽ tiếp tục nằm trong tù với một cái bản án tử hình thêm vài ba năm nữa, rồi sẽ được trả tự do. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nói những điều đó để cho thấy Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính trung ương, hoàn toàn không muốn Nguyễn Hòa Bình có thể tồn tại trong chính trường Việt Nam. Bởi vì Nguyễn Hòa Bình còn tồn tại có nghĩa là một cái vật cản đường của Phan Đình Trạc vươn tới các cái chức vụ quan trọng, đó là Bộ trưởng Bộ Công an cũng như Phó Thủ tướng phụ trách công tác nội chính. Và trong cái hội nghị trung ương 3, đặc biệt trong cái phiên họp chiều nay, bàn về những cái lãnh đạo cao cấp liên quan tới vấn đề các cơ quan tư pháp, chúng ta sẽ có một câu trả lời sớm. Thưa quý vị, không hiểu một cái lý do gì, cách đây vài giờ trên mạng xã hội nó xuất hiện một cái bài viết của tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Trù đã chỉ trích Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một cái bài viết trên trang cá nhân với tiêu đề "Độc quyền cử tri". Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trù, độc quyền đến cả cử tri thì thử hỏi giá trị chất vấn nó không hơn một cái màn trình diễn, và điều này nó chỉ làm thấp đi tư cách của một đại biểu quốc hội, và điều đó nó làm tổn thương đến danh dự người trả lời các chất vấn của cử tri. Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trù, trong một cái buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1 của đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội, có một cái nhân vật cử tri có tên là ông Trần Viết Hoàn đã nói với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng dân mong lắm Tổng Bí thư Chủ tịch nước sớm bình phục tốt để hai tay gìn giữ một sơn hà. Thưa quý vị, theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trù, tôi giật mình vì trong một cái lần gặp cử tri mới đây thì vẫn thấy ông Trần Viết Hoàn phát biểu những cái điều vừa kể. Qua tìm hiểu thì tôi, tức tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trù, cho biết kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2012 cho đến hết năm 2019 thì tôi thấy trong tất cả các cuộc gặp cử tri của ông Nguyễn Phú Trọng luôn luôn thấy cái cử tri có tên là Trần Viết Hoàn xuất hiện thường xuyên và lần nào cũng phát biểu. Rồi truyền thông nhà nước luôn luôn đưa các cái hình ảnh tiếp xúc gần gũi của cử tri Trần Viết Hoàn và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trù, đơn vị bầu cử số 1 gồm có 3 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ. Đó là 3 cái quận quan trọng bậc nhất của Hà Nội. Theo đó, dân số cả 3 quận này tới 55 vạn người, mà hội trường chỉ chứa được khoảng 500 cử tri. Do đó mỗi đợt trả lời chất vấn, người ta có thể chỉ trả lời được vài chục câu hỏi của cử tri mà thôi. Vậy tại sao trong vòng hơn 7 năm qua thì cử tri Trần Viết Hoàn luôn luôn đi họp, luôn luôn đặt câu hỏi và được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời một cách kẽ kẽ? Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trù, trong khi một cái lực lượng cử tri trẻ, đó là lực lượng quan trọng, tương lai lâu dài cũng thuộc về lớp trẻ, vậy tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không tiếp cận trả lời những câu hỏi của lớp trẻ mà lại cứ chọn những cái cử tri đi họp nhiều năm? Vậy ông Nguyễn Phú Trọng có cảm thấy cắn rứt lương tâm hay không? Chưa hết, thưa quý vị, theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trù, con chim mồi cũng phải thay đổi. Một cái hình nộm rồi cũng tan biến theo mùa. Huống chi một cái đại diện cử tri của 3 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ có tên là Trần Viết Hoàn vẫn cứ xuất hiện thường xuyên làm đại diện đi họp trong 7 năm qua. Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trù, độc quyền đến cả cử tri đặt câu hỏi để cho Nguyễn Phú Trọng trả lời thì rõ ràng cho thấy chất vấn của các cử tri đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không hơn không kém một cái màn trình diễn mà thôi. Và điều đó nó chỉ làm thấp đi tư cách đại biểu quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và điều đó nó còn ảnh hưởng tới danh dự của các cái đại biểu quốc hội khác. Đó, thưa quý vị, nếu quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi mà cho rằng muốn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ cương vị Tổng Bí thư để giúp cho dân cho nước, quý vị có suy nghĩ ra sao? Thưa quý vị, để kết luận bài nói chuyện hôm nay, thưa quý vị, thực ra cái gọi là quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam nó chẳng cần bầu, và tốt nhất là dẹp đi. Rồi Đảng Cộng sản Việt Nam đưa Ban Chấp hành Trung ương cộng thêm một số những cái đoàn thể cánh tay núi dài tổ chức ra một cái quốc hội
do họ tự lựa chọn. Điều đó nó đỡ tốn kém và một cái điều quan trọng hơn, làm cho các cử tri người ta khỏi bực mình. Như quý vị đã biết, cơ cấu vận hành của các đảng cộng sản, đó là trước khi diễn ra các kỳ họp quốc hội thì ban chấp hành trung ương có một cái cuộc họp rào đầu để đưa ra các cái quyết sách, gọi là hội nghị trung ương. Và trước khi diễn ra kỳ họp cuối cùng của quốc hội khóa 14 thì như quý vị đã biết, họ đã diễn ra một cái hội nghị trung ương 2 của đại hội khóa 13. Tại cái hội nghị trung ương 2 cũng đã quyết định tất cả những cái vấn đề quan trọng. Và đó là lý do tại sao hội nghị trung ương 3, ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị đề nghị ban chấp hành trung ương không cần biểu quyết bằng phiếu trong việc lựa chọn 23 nhân sự, cũng như các nhân sự chủ chốt, cụ thể là lãnh đạo đảng, lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo quốc hội cũng như lãnh đạo nhà nước. Thưa quý vị, với một cái cơ cấu của ban chấp hành trung ương gồm có 200 ủy viên trung ương, trong đó có 18 nhân vật là ủy viên Bộ Chính trị và 20 ủy viên dự khuyết. Trong khi họp ban chấp hành trung ương thì người ta tập trung thông qua các ý kiến của Bộ Chính trị, và trách nhiệm của các ủy viên trung ương chỉ là những nghị gật mà thôi. Do đó, những cái cuộc họp ban chấp hành trung ương nó hoàn toàn mang tính tỉnh thức. Rồi sau đó, thưa quý vị, những cái ý kiến đó trở thành nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam và được đưa ra tại kỳ họp quốc hội sau đó. Và các cái đại biểu quốc hội cũng chỉ làm một cái việc mang tính hình thức, đó là giơ tay biểu quyết. Trong khi quý vị cũng đã rõ, 500 đại biểu quốc hội Việt Nam thì hầu hết 200 ủy viên trung ương đều tham gia dưới cương vị là đại biểu quốc hội. Như vậy chỉ còn lại 300 người, mà 300 đó thì hầu hết là các đảng viên Đảng Cộng sản. Mà thưa quý vị, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đó là mọi nghị quyết của đảng cấp trên thì đảng viên cấp dưới phải phục tùng một cách tuyệt đối. Và kết quả tất cả đại biểu quốc hội đều gật, đều đồng ý với chủ trương của đảng, của Bộ Chính trị, thì nó là một cái vấn đề muôn thuở. Và sinh ra quốc hội nó cũng chỉ là những cái điều hoàn toàn vô nghĩa, không giải quyết được những vấn đề, chứ đừng hy vọng rằng quốc hội thể hiện ý chí của các cử tri cũng như đại diện cho các cử tri để thể hiện quyền lực của họ. Và đó là lý do dư luận xã hội cho rằng quốc hội có hay không thì cũng thế, bầu quốc hội hay không bầu thì cũng không khác gì nhau cả, bởi vì tất cả người ta đã sắp xếp. Vậy mà những ý kiến tương tự như chúng tôi vừa kể đã bị Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phạt 7,5 triệu đồng. Thưa quý vị, nói tóm lại, cái màn trình diễn bầu cử, kể cả các cái hội nghị trung ương của đảng, nó thực chất chỉ là một cái vở kịch, nó phơi bày ra những cái màn đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó người ta tranh giành, giành giật các cái ghế quyền lực mà thôi. Thưa quý vị, đó là một trong những lý do tại sao Hội nghị Trung ương 3 khóa 13 đã trở thành một cái hội nghị được ngăn cản việc đưa các cái thông tin mới để cho dư luận xã hội được rõ. Và đặc biệt buổi họp chiều hôm nay hết sức quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp các cái thông tin liên quan tới Hội nghị Trung ương 3 tới quý vị trong các cái buổi bình luận thời sự sau. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV liên quan tới các nội dung, đặc biệt là vấn đề nhân sự của Hội nghị Trung ương 3, tại sao hai nhân vật Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng như Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình bị người ta soi rất kỹ, và liệu có những vấn đề đột biến về công tác nhân sự hay không? Thưa quý vị, theo đánh giá của chúng tôi, tất cả rồi sẽ vẫn nguyên y vân, tức là vẫn như nguyên, chả có gì thay đổi cả. Vì tất cả cái việc điều chỉnh quyền lực, quyền lợi của các phe nhóm trong đảng đều thông qua những cái sự thỏa thuận giữa các phe nhóm. Và chỉ khi người ta thỏa thuận được các cái quyền lợi đó thì quyền lực sẽ được dàn xếp một cách thuyết phục các bè. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành cùng toàn thể ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi tới phút cuối và đề nghị quý vị tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách giới thiệu chương trình của chúng tôi tới nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều giới ở Việt Nam, để mọi người có thể hiểu rõ về hiện tình chính trị cũng như các vấn đề văn hóa, kinh tế, xã hội ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, để mọi người có thể xác định mình cần phải làm gì để đóng góp
cho cái việc phát triển một đất nước Việt Nam trở thành một đất nước giàu mạnh, hùng cường, người dân có tự do. Ở Việt Nam có một cái thể chế chính trị đa quyền, đặc biệt nhà nước ở Việt Nam phải là một nhà nước pháp trị, cai trị bằng luật pháp và công lý phải được thượng tôn. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.